Chào các bạn, hướng dẫn các bạn giải thích một số cái từ ngữ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2019 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn và ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nó quy chuẩn 41. Quy chuẩn này với các từ ngữ được hiểu như sau. Về đường đô thị là đường nằm trong phạm vi địa giới hành chính, nội thành, nội thị xã và thị trấn. Thứ hai là đường qua khu đông dân cư thì là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn và những đoạn đường có dân cư sinh sống sát dọc bên đường, theo đường và có các hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ và được xác định bằng các biển báo là đường qua khu đông dân cư, khi cần thiết có thể xác định riêng cho từng chiều đường. Đó. Ví dụ biển báo hiệu như thế này là vào khu trong khu vực đông dân cư. Ba là đường dành riêng cho các loại phương tiện cơ giới. Thì đường này là tuyến đường, phần đường hoặc làn đường dành riêng cho các phương tiện cơ giới lưu thông, tách biệt với các phần đường riêng biệt cho các phương tiện thô sơ và người đi bộ bằng dải phân cách hoặc là vạch sơn dọc liền và được chỉ dẫn bằng biển báo hiệu hoặc vạch sơn. Đây, các bạn nhìn trên cái hình ảnh này thì đường dành cho xe thô sơ đấy, bằng các vạch này phân tách ra giữa làn cơ giới và làn xe thô sơ nhé. 4 là đường dành riêng cho một số loại phương tiện, là tuyến đường, phần đường hoặc làn đường dành riêng cho một hoặc một vài loại phương tiện được lưu thông tách biệt với phần đường cho các phương tiện khác và được chỉ dẫn bằng biển báo hiệu hoặc vạch sơn. Đấy. Đây, như các bạn nhìn này, đường dành riêng cho một số phương tiện. Tiếp theo 5 là đường dành riêng cho các phương tiện thô sơ và người đi bộ. Đấy là tuyến đường, phần đường hoặc làn đường được phân biệt với phần đường dành riêng cho phương tiện cơ giới bằng các dải phân cách hoặc vạch sơn dọc bên đường nhé. Đấy, phân biệt bằng xe phương tiện thô sơ và người đi bộ đây. Các bạn nhìn cái hình ảnh đây. Và có biển báo hiệu đường thô sơ đấy. Tiếp theo là đường ưu tiên, là đường mà trên đó các phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác phải nhường đường, được đặt biển báo hiệu đường ưu tiên. Đó, ví dụ như cái biển này thì đang ở trên đường ưu tiên, thì có một cái nhánh con ở đây, đó là sắp đến đường giao nhau với đường không ưu tiên, đó phương tiện ở trên đường này sẽ được ưu tiên. 7 là làn đường ưu tiên, là làn đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được quy định là ưu tiên sẽ được các phương tiện khác nhường đường khi tham gia giao thông. Đó là làn đường ưu tiên nhé. Và đường ưu tiên 8 là đường ưu tiên, đường không ưu tiên. Xin lỗi các bạn nhé. 8 là đường không ưu tiên, là đường giao cùng mức với đường ưu tiên. Đó, đây. Các bạn nhìn đây là xe ở trên đường, biển này biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên nhé. Đấy, xe đi trên đường này là không ưu tiên. Tiếp theo 9 là đường một chiều, là đường chỉ cho đi một chiều ấy. Đấy các bạn này, cấm đi ngược chiều ấy. Đường chỉ cho đi một chiều, đó là một hướng nhất định. Tiếp theo là đường 10 là đường hai chiều, là đường dùng chung cho cả chiều đi và về cùng phần đường xe chạy mà không có giải phân cách, đó là đường hai chiều. Đấy, đây, ví dụ như cái đường này, đường hai chiều, đấy có biển báo đường hai chiều đây, các bạn xem. Còn đường đôi nhé, đường đôi là đường mà chiều đi và chiều về được phân biệt bằng dải phân cách. Đấy. Vài dải phân cách ở giữa đây các bạn nhìn đấy. Trường hợp phân biệt bằng vạch sơn thì không phải là đường đôi nhé, các bạn hiểu như thế. Đấy, tiếp theo là phần đường xe chạy. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại. Đó, phần đường xe chạy các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo phần đường dành cho xe thô sơ. Xin lỗi các bạn nhé, phần đường dành cho xe cơ giới là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng qua lại. Đó là phần đường dành cho các xe cơ giới nhé. 14 là phần đường dành cho xe thô sơ, là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ qua lại. Cái khái niệm này rất là đơn giản cho các bạn ạ. Đấy, ở đây những cái biển các bạn nhìn hình ảnh đây, nói phần dành cho xe thô sơ. 15 là làn đường. Làn đường là gì? Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn. Một phần đường xe chạy có thể có một hoặc nhiều làn đường.
Đây các bạn nhìn để ý. Đó, nhiều làn đường. 16 là giải phân cách là gì? Giải phân cách là bộ phận của đường mà xe không chạy trên đó. Và để phân chia phần đường xe chạy thành hai chiều riêng biệt. Đấy, hoặc là để phân chia phần đường dành cho xe cơ giới và xe thô sơ. Đấy. Hoặc là của nhiều loại xe khác nhau trên cùng một chiều. Đây các bạn nhìn đây, cái giải phân cách cứng đây. Đấy, xe không chạy trên phần giải phân cách cứng này nhá. Tiếp theo là 17 là nơi đường giao nhau cùng mức. Nơi đường giao nhau hoặc là nút giao, đó, là nơi mà hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó. Nếu các bạn nhìn hình ảnh sẽ rõ đường giao nhau cùng mức. 18 là xe cơ giới. Xe cơ giới là gì? Là chỉ các loại xe ô tô này, máy kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, xe máy hai bánh, xe máy ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự được thiết kế để chở người và hàng hóa trên đường bộ. Xe cơ giới bao gồm cả tàu điện bánh lốp nhé, là loại tàu điện dùng nhưng không chạy trên đường ray. Tiếp theo là 19 là trọng tải bản thân xe. Trọng tải bản thân xe là gì? Là khối lượng bản thân xe của xe đo bằng kg hoặc là tấn ở trạng thái tĩnh, được ghi theo thông số quy định trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, không kể đến khối lượng người trong xe và khối lượng hàng hóa trên xe. Đó là trọng tải bản thân xe nhé, chỉ nghĩa là chỉ có cái xe không thôi nhá, không có hàng hóa và người ở trên xe. Tiếp theo 20 là trọng tải toàn bộ xe, là cái này là tổng trọng tải đấy, là khối lượng bằng khối lượng bản thân xe cộng với khối lượng của người và hành lý hàng hóa trên xe nhé. Hai mốt là trọng tải toàn bộ xe cho phép, là trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng chuyên chở cho phép xác định trong cái giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 22 là tải trọng trục xe, là phần của trọng tải toàn bộ xe phân bổ trên mỗi trục xe, trục đơn, các cụm trục kép, cụm trục ba, phân bổ trên mỗi cái trục xe. Xe ô tô con là gì? Là ô tô được xác định theo giấy chứng nhận đăng kiểm kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để chở người không quá 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái. Đó là xe con. Còn xe bán tải là xe pick up hay xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg trong tổ chức giao thông được xem là xe con. 25 ô tô tải hay còn gọi là xe tải là xe ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu để chuyên chở hàng hóa, bao gồm cả ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ móc và các loại xe như xe pick up, xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 950 kg trở lên nhé. Đấy. Và tiếp theo 26 là ô tô khách. Ô tô khách là ô tô được xác định theo giấy chứng nhận đăng kiểm định kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để chở người với số lượng lớn hơn 9 người. Đó là xe khách. Ô tô đầu kéo, sơ mi rơ móc là xe cơ giới chuyên chở hàng hóa mà thùng xe là xe sơ mi rơ móc được thiết kế nối với ô tô đầu kéo và truyền một phần trọng lượng đáng kể lên ô tô đầu kéo, và ô tô đầu kéo không có bộ phận chở hàng hóa hoặc chở người. Ô tô đầu kéo là ô tô được thiết kế để kéo sơ mi rơ móc. Các bạn nhìn hình ảnh này, đấy, ô tô kéo sơ mi rơ móc nhá. Và ô tô kéo rơ móc là ô tô được thiết kế để dành riêng kéo rơ móc hoặc là có kết cấu để kéo thêm rơ móc có khối lượng cho phép kéo theo được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Còn rơ móc là tổng hợp gồm hệ thống trục và lốp xe có kết cấu vững chắc được kết nối với xe ô tô sao cho khối lượng chuyên toàn bộ của rơ móc không đặt lên ô tô đầu kéo. Đây cái hình ảnh rơ móc này các bạn nhìn. Còn máy kéo, máy kéo là chỉ đầu máy tự di chuyển bằng xích hay là bằng lốp để thực hiện các công việc như đào, xúc, nâng, ủi, gạt, kéo đẩy, nó là chức năng máy xúc. Đó, máy xúc các bạn nhìn này. Và xe mô tô hay còn gọi là xe máy, nó là cơ giới, là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và các loại xe tương tự di chuyển bằng động cơ có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên,
và trọng tải bản thân xe là không vượt quá 400 kg. Đấy, các bạn phân biệt như thế. Còn đầu xe gắn máy này, xe gắn máy là chỉ các phương tiện chạy bằng động cơ hai bánh hoặc ba bánh, và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn là 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương dưới 50 phân khối. Các bạn phân biệt giữa xe máy, xe gắn máy và xe mô tô nhé. Tiếp theo là xe thô sơ. Xe thô sơ rất là dễ rồi, gồm có xe đạp, xe đạp máy, xe xích lô, xe xúc vật kéo, xe lăn hay xe dùng cho người khuyết tật, các loại xe tương tự không sử dụng động cơ gây ra sức kéo. Tiếp theo là xe đạp, là phương tiện có hai bánh xe hoặc ba bánh và di chuyển được bằng sức người đạp hoặc là bằng tay quay, kể cả xe chuyên dùng của người khuyết tật có tính năng tương tự. Hay là xe đạp thồ. Đấy, xe đạp thồ các bạn nhìn này. Đấy, bên các chú quân đội là thiết kế những cái xe đạp thồ rất là hay. Xe đạp thồ là xe, những cái xe đạp mà chở hàng trên giá đèo hàng hoặc là trong buộc hai bên xe. 36 là xe người kéo, là những loại phương tiện thô sơ có một hoặc nhiều bánh và chuyển động được nhờ sức người kéo hoặc đẩy từ xe lôi, trẻ em và phương tiện chuyên dùng đi lại của người tàn tật. Đây, xe xúc vật kéo là những phương tiện thô sơ chuyển động được do xúc vật kéo, này, trâu bò kéo nhá các bạn nhá, hoặc ngựa. Câu 38, người tham gia giao thông là người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển dẫn dắt xúc vật người đi bộ trên đường, nói người tham gia giao thông. 39, ở xe ưu tiên là xe được quyền ưu tiên theo quy định của luật giao thông đường bộ. Đấy, ở những cái xe cảnh sát hay xe cứu thương, quân đội, công an nhá. 40, là mốc lộ giới, là cọc mốc được đặt ở mép ngoài cùng xác định ranh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang của đường. Rồi, cái mốc lộ giới này. Đấy. Mốc lộ giới này giữa phân biệt khu đường với lại khu dân cư nhé. Nhà cửa cái thứ mình không được phép xây ra những cái mốc lộ giới như thế này. Tiếp theo là giá Long Môn 41, là một thiết kế ngang qua đường nhé, ở phía trên phần đường xe chạy. Đó là giá Long Môn, các bạn nhìn này. Cột vươn từ bên này sang bên này các bạn nhé. 42 là cột cần vương, là một dạng thiết kế có cần vương ra phía trên phần đường xe chạy. Đó, cột đó là cột cần vương. Đây, các cột cần vươn này các bạn nhìn xem rồi. Đấy, nó vươn ra hai bên hoặc một bên nhé. 43 hàng nguy hiểm, là hàng nguy hiểm, là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm, khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, kết cấu hạ tầng giao thông, môi trường an toàn, an ninh quốc gia. Do đó chở hàng nguy hiểm này thì cần có những cái giấy phép rất là nghiêm ngặt được phép để chở hàng. 44 là tốc độ vận hành, là tốc độ mà người lái vận hành chiếc xe của mình, đó là cái tốc độ vận hành, tốc độ 40-50 km tùy theo tốc độ của đoạn đường quy định nhé. 45 tốc độ thiết kế, là tốc độ được lựa chọn để thiết kế các yếu tố cơ bản của đường trong điều kiện khó khăn. 46 là tốc độ tích lũy 85%, là tốc độ vận hành mà ở đó 85% các lái xe vận hành xe chạy từ tốc độ này trở xuống. 47 là tốc độ tối đa cho phép, là tốc độ lớn nhất trên một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường được cấp có thẩm quyền quy định, người điều khiển phương tiện không được phép vận hành ở tốc độ cao hơn. Đó là các bạn phải để ý tốc độ tối đa. Ví dụ như tốc độ tối đa nó quy định là 100 đấy, thì các bạn phải đi theo đúng 100 mà nhé, không được vượt quá nhé. 48 là tốc độ tối thiểu cho phép, là tốc độ nhỏ nhất đấy. Đấy, trên một tuyến đường, ở đoạn đường hoặc làn đường được cấp có thẩm quyền quy định, người điều khiển phương tiện không được phép vận hành ở tốc độ nhỏ hơn khi có điều kiện giao thông đảm bảo an toàn cho phép xe chạy với tốc độ cao hơn. Đấy, các bạn vận hành tốc độ tối thiểu này 60 biển xanh này. Đấy, các bạn chạy thấp hơn thì các bạn sẽ bị phạt. 49 là tầm nhìn, là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe của một chiếc xe đang chạy đến một vật thể ở phía trước nhé. Đó là cái tầm nhìn. Đấy, ví dụ như cái tầm nhìn của cái xe này, con này, cái xe cứu thương phía trước. 50 là tầm nhìn dừng xe an toàn, là khoảng cách đo dọc theo đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy có thể dừng lại an toàn trước một vật thể tĩnh bất ngờ nhé, xuất hiện trên cùng một làn đường ở phía trước. Đó là tầm nhìn dừng xe an toàn. 51 là tầm nhìn vượt xe an toàn, là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở lại về làn cũ của mình một cách an toàn.
Các bạn hiểu cái định nghĩa đấy. Vượt xe, 52 vượt xe nhá, là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái trừ trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Đấy, xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải khi có xe xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn. Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát về phần đường bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua và không được gây trở ngại đối với xe xin sau xin vượt. Hai làn xe cơ giới ở mỗi chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Thì người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường, khi lưu thông thì phương tiện trên các làn khác nhau có thể chạy nhanh hơn nhau, miễn là phải tuân thủ các quy định về tốc độ và loại phương tiện sử dụng làn đường, và khi chuyển làn phải tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ. Đấy. Đây, ví dụ các làn đường dành cho các xe 80, 60 này các bạn. Đấy, nhớ về như nào có thể chạy theo tùy cái tốc độ nha, theo mỗi làn và tuân thủ. Câu 54, ý 54 nha. Thì nhường đường cho các phương tiện khác là tình huống giao thông mà phương tiện nhường đường không tiếp tục di chuyển như hiện tại, để phương tiện được nhường đường không phải chuyển hướng hoặc là phải phanh đột ngột. 55 là nút giao mức liên thông, là nơi đường giao nhau của đường bộ bằng tổ hợp các công trình vượt hoặc chui và nhánh nối, mà ở đó cho phép các phương tiện tham gia giao thông chuyển hướng đến đường ở các cao độ khác nhau. 56 là nhánh nối, là nhánh đường dùng để kết nối các hướng đường trong nút giao. Và lối ra là các nơi phương tiện tham gia giao thông tách ra khỏi dòng giao thông trên đường chính. Và lối vào thì là nơi các phương tiện tham gia giao thông nhập vào dòng giao thông trên đường chính. Đó các bạn này, những cái từ ngữ, định nghĩa, khái niệm thì các bạn cần nhớ nhé. Và chúc các bạn về ôn tập thi tốt nhé.